Tôi sẽ đọ mồm với thằng anh trắng. Tôi sẽ đọ chết thằng này. Ê, zip đối đầu với Dồng. Trận đấu được diễn ra rất nhanh. Vừa rồi là cập nhật hiện trường thi đấu cho các bạn. 165 cầu giấy và kép Pegasus. Anh em có thể đến đây và theo dõi kèo đấu một cách bình thường được. Một bài đấu sẽ chưa có trên hai con voi nhà Bi, và Bi sẽ đánh thẳng cung bài này. Nhà rất khung. Đầu tiên Bi sẽ đánh L. Tôi chắc chắn là Bi sẽ đánh có nhà L để đánh một mã. Cung thì chưa chắc, bởi vì chống cái hiện tượng công ca đấy hè. Một map đấu sẽ từ hai con voi nổi lên. Bài khung rồi. Voi e dòng từ bãi bảng ra. Bi đang có những bước dò đầu là tốt hơn so với hè. Thêm một bầy hươu nữa. Bầy hươu này sẽ ăn luôn là cánh rừng. Bị nhận tiền nó ra ngoài nó sẽ ăn thôi. Quả phô. Một đồ ăn nữa dành cho Bi. Ít nhất là một con voi nữa để đủ đồ lên đời. Khánh Trắng ơi, thế là thằng he bài nó mới được không em ơi? Thằng quân thuốc phiện ơi. Không thấy Khánh Trắng nói gì cả. Bây giờ thằng này nó có tiền, nó khinh anh em rồi. Cái loại mà đi SH đi bình luận xong anh em hỏi không nói gì là tôi rất thù cái loại này. Nói không nói gì cả. Một con voi nữa dành cho Bi thôi mà tại sao nó lại đuối đến như vậy? Con dân này đi về hy vọng là gặp con voi và gặp cái bãi quả nữa thì càng tốt. Đủ thì đủ đồ rồi. Nhưng tôi vẫn cần thêm thịt của một con voi nữa. Quả phụ quả 6 thì đủ đồ. 25 dân, kích 8 tròn. Do xung quanh bãi quả thì có vẻ nó có đồ đấy. 82. Thêm cái BS ăn gỗ đi. Bò từ bãi vàng ra phải tiết kiệm được một khoảng không rộng không? 23% của he. Quả phụ có 5 cây. Quả phụ có 5 cây thôi. Vâng, bên cạnh thôi, hiện tại là chip boy. Đây, ngồi xuống đây. Em cho hỏi là em thắng xẻ nhưng thua Bi mấy lần rồi thì sắp tới liệu có kèo solo 5C giữa em và Bi hay không? Thua Bi bao giờ đâu? Thế thì hôm 27 Tết mày chả thua trắng sai à, trắng ấy 4-0 còn gì? Thế là qua đánh tiếp 5C ra đúng không? Khán giả đang chờ, rất chờ để xem. Anh còn khác đã. Mày hành anh thầu thì mày hành anh gì? Cái thằng đất châu quỷ đấy. Mày là thằng xỏ lá, tại sao mày không dám đánh với Bi? À, chưa đến lúc.